Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng cùng các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng và luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một em su cốc với thương hiệu của em nói là Berlin One, đời 2013, 580 kg, thùng hàng dài 1,780 m, rất là sành sò, muốn mang đến cho anh em quý khách hàng thức trong video ngày hôm nay. Nếu anh em quý hàng thích cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn khởi nghiệp này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây là xe tải van nha anh em. Định nghĩa xe tải van là có cái thùng hàng liền khói với cabin đó, cho chuyên chở những cái mặt hàng luồn lách trong thành phố, những cái đường mà hẻm trong thành phố đi giao hàng khá là tiện dụng. Xe chạy 24 giờ nha anh em, chạy trong thành phố mà giờ cấm nha. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải Suzuki Cốc xịn sò này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lấy thử. Khối lượng toàn bộ em nói là 1,4 tấn, khối lượng bánh thăng là 740 kg, khối lượng cho phép chở hàng hóa là 580 kg, thùng hàng dày 1,780 m, chiều ngang là 1,2 m và chiều cao cũng là 1,235 m, 5 số tiến 1 số lùi. Xe này dòng vô lăng cơ không có trợ lực anh em, kính thì quay tay thôi, ghế bục da 2 chỗ ngồi, mà được cái nồi đồng quấy đá Suzuki Berlin One đời 2013, niên hạn sử dụng tới 138, 140 triệu, có thương lượng nhẹ cho anh em trực tiếp này xem xe và trải nghiệm xe với mình. Đường kính mâm 12 inch, nhỏ 5 inch, dòng su cốc nhỏ gọn xinh xắn, 2 cửa lùi và 1 cửa bật phía sau. Động cơ của nó là động cơ Suzuki nha anh em, rất là nhỏ gọn xinh xắn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe Suzuki nhỏ gọn xinh xắn này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe cho nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp về thời sinh nó về phục vụ đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của nhà quý hàng của bạn, 140 triệu sở hữu ngay em Suzuki Cốc này. Dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 1 lít, công suất đạt 31 kW tại vòng tua 5.500 nha anh em. Máy Suzuki nồi đồng cối đá, dòng xe su quốc dân nhỏ gọn xinh xắn, chạy thành phố 24/24, giá khởi nghiệp 140 triệu nha. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo cái video báo giá với mình. Xin chào hàng ngày anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá mình cập nhật liên tục hình thành tất cả xe cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.